là chúng ta điều hành hiệu quả, là điều rất là thành công của quý vị. Cho nên để chúng ta là được được gọi là được may mắn có một cái số tử vi như vậy là thì chúng ta hãy cảm thấy nó rất là may đi, bởi vì nó có ai để có may mắn đâu, bởi vì nó sẽ thâu đi cái số không không hy vọng lắm như thế này là. Dạ xin chào bạn nghe Larry Channel đang xem live trên kênh YouTube. Xin chào bạn các anh chị bên kênh trên Facebook nha. Dạ. Đồng thời là gửi lời chào. Hôm qua thì thân mến chúng ta sẽ trở lại cái chị thân mến từ một cái chiếc áo với một cái điểm sau khi chúng tôi lên làm những cái đọc để là thực hiện để đi sơ đồ để chúng ta có thể tạo ra những cái chiếc áo như là vì đạt 5 đến 10 thì mình phải đi sơ đồ từ chiếc áo thì đến chân áo và cái đến tay đó chúng ta ra những cái đồng để mà có thể trải lên vải và bắt đầu chúng ta để có công việc vào cái tay bởi vì đã chọn từ size S, size M, size L, XL mỗi cái đến là 3X và những cái tay đó ở cái tay 90 thì đến được là cái việc có thể đặt kẹt tại nhà chúng ta. Tôi có thực hiện cái chương trình sang như thế này thì sau đó tiếp theo sau khi đi sơ đồ xong thì tôi sẽ phải cắt cái sản phẩm này và sau khi cắt xong thì chúng ta thấy rằng là chiếc áo này là chúng ta review nhé. Bên trái nó được gọi là theo logo thực hiện theo logo thì chúng ta phải từ trước thì chúng ta có thân áo và chiếc áo này là theo ở từ trước thôi sau không có gì cả như vậy chúng ta sẽ xử lý dùng cái thân trước để chúng ta phải cắt để đi theo. Sau khi chúng ta thiết kế ra một cái logo cho cái thương hiệu nữa quý vị cũng như là công ty quý vị đặt hàng thì chúng ta sẽ lên sơ đồ lên cái hình ảnh máy tính và design một cái logo như thế này và chúng ta bắt đầu đưa vào máy theo với máy theo 20 đầu kim chúng tôi sẵn sàng mỗi đầu kim có thể thực hiện với 9 đến 10 ống chỉ mũi kim để chúng ta có thể tạo ra những màu sắc của một cái chiếc áo như thế này và đặc biệt là cái logo màu xanh, màu đỏ, màu vàng rất là nhiều màu thì chúng ta phải sử dụng nhiều ống chỉ như vậy để khi mà cái máy theo dọc xuống và đi được mũi kim thì sẽ ra cái hình ảnh như này và qua cái hình ảnh chúng ta gắn với trên máy tính và máy tính với cái động cơ là một quy trình của cái máy tính này thì bây giờ chỉ là chúng ta phải theo hàng loạt cho nên việc mua máy tính là trên máy vi tính công nghiệp là hoàn toàn chính đáng so với những cái sản phẩm handmade chúng ta phải theo bàn tay theo thủ công thì đó chúng tôi chia sẻ đến quý vị review cho quý vị xem và sau khi chúng ta theo xong thì bắt đầu chúng ta phải chuyển những cái sản phẩm này quay trở lại xưởng may để mà chúng ta đưa cho các anh chị công nhân chúng ta sẽ thực hiện cái công việc theo là may luôn sản phẩm áo này và trong áo này bao gồm những sản phẩm như thế nào thưa quý vị thì bao gồm là bao cổ, bao tay, công đoạn tiếp theo là chúng ta phải cắt sổ hai bên sườn để có thể đắp thân trước và thân sau và đồng thời là căng file line phía dưới như này để chúng ta có thể có một chiếc áo hoàn chỉnh. Chính vậy nên là trong chiếc áo này chúng tôi review nó bao gồm là bảy công đoạn. Nếu mà một cái người ở chuyên nghiệp mà trước đây nha, trước cái đây 9-10 năm đấy thì trở về trước thì hầu như họ rất là giỏi. Nhưng mà sau này thì các bạn trẻ cũng như là học nhanh, học nhanh nên là anh chị thôi, nên để có được những người giỏi chuyên nghiệp thì phải có thời gian đến rất là nhiều năm như thế. Hiện tại chào bạn Lê Đình Việt, xin chào Ellery, chào bạn Sinh Công bên kênh TikTok nhé. Dạ thì chúng ta sẽ quay trở lại nói về cái vấn đề mà đắp áo như này cũng tùy vào thời đại thôi. Thời đại nay thì cái nghề may thì nó khác với các công việc của những người khác. Sau này thì thời trẻ các bạn trẻ cũng phải ép việc nhưng hiện nay cũng phải là một người ăn khách nhưng vẫn là bên mặt ăn mặc thì chắc chắn là thời đại cũng phải cần có cho nên quay trở lại thì chúng ta review tiếp cho quý vị tiếp các đoạn tiếp theo để chúng ta có thể bắt đầu đó là chúng ta phải bắt sổ hai bên sườn để đáp ngay cái quần áo này lại trước sau đó là chúng ta mới mới đi căn
chúng ta tổ chức kinh doanh để chúng ta đáp lại, và sau đó nó thành áo một cánh trái một cánh phải nha, rồi mới thành một chiếc áo, và chiếc áo này chỉ có tay và có cổ. Thì sau đó chúng ta phải chọn những cái bo một bo phù hợp, ví dụ như chiếc áo này là bo đông rất đồng màu, là màu đỏ và có thể sọc riêng như thế này, chúng ta phải chọn như thế để phù hợp với cái thiết kế ban đầu. Nếu chúng ta tạo sai, đặc biệt là công đoạn theo logo này, cái logo hoặc là in á, nếu mà trước khi chúng ta bắt tay cầu thì chúng ta ráp những cái phần áo này trên từng sản phẩm, chúng ta cần phải kiểm tra lại thì cái bạn KCS thì phải kiểm tra lại cái sản phẩm tiếp theo có đúng với cái logo hay không, bởi vì sau khi sản phẩm đã thành công rồi, nếu mà sai thì chắc chắn cái đơn hàng đó hoàn toàn là bị lỗi luôn, cửa hay là lỗi luôn quý vị, cho nên là nó sẽ mất rất nhiều công đoạn nếu chúng ta không kỹ lưỡng thì rất là khó ha. Cho nên người nào cũng vậy, tôi người nào cũng phải kiểm tra thì ở công việc này là phải thực hiện. Dạ xin chào, cảm ơn các chị Bình Kiện Kiến Trúc nha, đã ghé vào xem live chương trình ngày nay. Các chị thân mến, nếu chúng ta cảm ơn và tôi cảm ơn chị rất nhiều. Các chị thân mến, ta sẽ quay trở lại để tiếp tiếp áo này. Vậy thì làm như thế nào? Đó là cái bạn SCS, cái người rất là quan trọng mà không có hay gì cả, nhưng mà kiểm tra hàng thôi. Kiểm tra phải kỹ lưỡng, nếu không kỹ lưỡng thì quay trở lại sai và bỏ lại thôi. Không có dự chăm trước nha quý vị. Nếu mà chăm trước chứ còn sang tiếng này thì khách hàng sẽ thêm chiếc áo. Rồi chúng tôi chấp nhận đâu hàng này, đâu hàng này. Và các bạn phải kiểm tra và kỹ lưỡng. Cho nên là bạn cần phải kiểm tra kỹ lưỡng. Không cần chút cho một cái trạng và cái hồi đó là đi theo luôn. Dạ, cảm ơn các chị nha. Rất vui thôi các chị. Trong cái buổi này thì chúng ta có những công việc vui và có sự vui vô cùng. Vì cuộc sống mà phải vui chứ, lúc nào cũng phải buồn rầu thì nó cũng vất vả lắm. Xin chào bạn Kim Thơ nha. Chào mừng bạn Kim Đâu đi. Dạ. Chào các chị nhé, mình nghe Larry Channel ở Thái. Cảm ơn các chị ở phương xa nha, cũng là giờ công nghệ của chúng con ha. Chúng ta gặp nhau trong buổi tối ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày 8 tháng 10. Nói thêm cho mình chi tiết nha. Sau khi mà chúng ta bắt sổ để đáp hai tổ chức là tối cao và theo mình bài áo, ta có cơ bản là giáo của người đấy. Vậy thì các bạn tiếp theo là cái bộ phận phân phát những phụ liệu sẽ đưa những cái bộ mẫu vào bàn tay để đến cho cái chuyện này, và các bạn sẽ tiếp tục tập luyện là đáp hai cái sản phẩm lại. Đầu tiên là đáp tay trước, nhưng riêng đối với chiếc áo giáo cổ trụ thì chúng ta phải làm cái đẹp trụ trước, và để có cái đẹp trụ thì chúng ta phải chú ý keo của quý vị. Chúng ta phải thử keo, chúng ta thấy là đây là cái keo ở đây, có thể là có thể không làm keo được, nhưng mà nếu chịu được chúng ta phải làm keo để mà giữ cho cái bụng ở phía trước nó sẽ được chảy, sẽ dày hơn nếu chúng ta chỉ còn làm lớp vải. Và sau đó là chúng ta phải làm cái đẹp trụ này trước, trước khi chúng ta ra cái lớp vải. Và cái đẹp trụ sau khi bạn làm xong, chúng ta phải nhiễu, dùng mấy một kim, chúng ta phải nhiễu cái hai bên đường như thế này, và đồng thời chúng ta dàn ngang phía dưới với hai cái đường nhỏ như thế này để tạo ra chiếc áo với một phong cách. Ở có nơi thì chúng ta có thể dàn cái đường này với hình chữ học, hoặc là chúng ta sẽ ngang một đường này cũng được nha quý vị, đó là tùy cách thôi.